Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn xem được của mình là Rin Cận. Lâu rồi mình không ra video. Hôm nay mình sẽ làm lại video. Đây là bài hướng dẫn của Photoshop. Bài đầu tiên là chuyển tranh chân dung thành tranh vẽ. Đấy. Ok, chúng ta bắt đầu luôn nha. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một ảnh chân dung. Đây, các bạn lên Google search tranh chân dung hay bức ảnh gì đó, ảnh nguyên mẫu gì đó hay biết rồi. Nhưng mà các bạn cần cho mình một cái background giấy, tờ giấy, giấy nào cũng được mà. Nên mình khi các bạn nên chọn cái tờ giấy ảnh cũ vậy nè, làm cho ảnh nó đẹp hơn đấy. Ok, thì lúc đó thì các bạn nhấn kịch đầu tiên, bước một các bạn nhấn kịch chữ G, kịch chữ G để nhân đôi layer, để nhân đôi layer. Sau đó các bạn nhấn Ctrl Shift U để chuyển đổi ảnh thành ảnh trắng đen. Sau đó các bạn nhấn Ctrl Y, đây Ctrl Z, rồi nhấn Ctrl Y để chuyển hình ảnh thành hình ảnh âm bản. Đây để chế độ mà chọn là Color Dark. Sau đó các bạn vào filter, vào order, vào minimum để radius là 3. Đấy. Các bạn chọn vô hình tròn nửa trắng nửa đen này, chọn vào keyword, keyword rồi kéo cho nó sao cho nó phù hợp nhìn chúng những bức ảnh hơn. Rồi khi làm thành một cái tranh vẽ như thì nó có những cái chấm 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 đen, vì bởi vì khi chụp nó ra thì ra những cái bóng, nó xuất hiện những cái bóng mà khi chuyển thành tranh vẽ thì nó cũng biến vậy luôn, biến thành cái chấm đen để loại bỏ nó. Thôi các bạn làm theo mình nha, các bạn nhấn đổi phím Ctrl Shift Alt E. Đấy, các bạn chọn vô cái hình vợt này nè, để bao nhiêu các bạn tùy các bạn. Đấy, các bạn xóa mấy cái đó đi. Đấy, đi xóa cho nó, xóa khi nào mà các bạn thấy vừa là được rồi. Đấy, sau khi khóa xong á thì bạn chuyển qua mở cái bắt đầu rồi để nó lên, sau đó kéo nó xuống chuyển cái hình ảnh nó qua rồi mở lên ấy đó. Bạn căn chỉnh sao cho nó vừa cái bắt đầu, các bạn chọn chế độ hoàn chỉnh là multi play là nó sẽ thành một bức tranh vẽ tuyệt đẹp. Ok, nếu các bạn cảm thấy series mình hay, cái video mình hay thì cho mình một like, share, subscribe để mình có động lực tiếp cái video, cái bài hướng dẫn này. Có thể nhấn vào phần kéo trên video để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.